Bộ thuốc là lớn trái, đẹp trái và lên màu cho dưa leo, có cái loại gói kết hợp cùng với cái chai mà Cansibo Gaba. Một bộ sẽ có là một chai với hai cái gói poly này, thì các anh chị có thể sử dụng cho được khoảng tầm, nếu dùng cho dưa leo và những cái cây rau lấy quả khác ấy, bầu bí, dưa, cà thì sử dụng được khoảng tầm 500 lít nhé. Những cái cây rau lấy quả thì những cái lứa hoa, những cái lứa quả non, quả lớn, quả già nó chồng chéo nhau. Thế nên là cái này, cái cặp, cái bộ này thì nó sẽ sử dụng được cả lúc hoa, lúc đang nuôi trái lớn trái, dưỡng trái, kể cả lúc trái đang chuẩn bị được thu hoạch vẫn sử dụng bình thường cô chú anh chị em nhé. Với cái số này thì cô chú anh chị em có thể phun được khoảng tầm 1.000 lít nước. Cái số này sẽ đi về với vườn dưa ở Tây Ninh. Nó sẽ giúp lớn trái, lên màu trái và hạn chế những cái việc bị héo, bị cong méo trái nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.